Xin chào các em, chúng ta tiếp tục với bài số 17 phần ST ở dạng vận dụng. Tư duy một chút xíu, nhỏ xíu thôi, không có gì ghê gớm cả. Chúng ta tiếp tục với bài số 17 là công thức của 2 ST rồi. 2 ST của thầy. Đấy, tạo bởi một ancol và hai axit kế tiếp, như vậy 2 ST này kế tiếp rồi. Bây giờ xem nó no hay đói. Đề thi này không nói gì cả, nhưng mà đáp án thì toàn đơn trước a, có cả đa trước đây. Như vậy kết quả các em phải tìm rồi. Thế các em chia ra CO2 luôn là 0,25. Nước chia ra 0,25 người ta nói rất là hay, nước bằng CO2, nước bằng với CO2, chứng tỏ ST đó phải là no đơn chức. Và công thức thầy là CN trung bình, H2N trung bình O2, ngon rồi. Thì gọi là CN trung bình, H2N trung bình O2. Các em đem đốt lên, thông tin về oxy có rồi, các em chia ra bằng 0,275. CO2 là 0,25, nước là 0,25. Thầy làm cách châu bò luôn. Đề thi này hỏi khối lượng đúng không? Hỏi cái M này, M ST bằng bao nhiêu? Đề thi hỏi khối lượng chắc chắn là bảo toàn khối lượng rồi. Đấy, dấu hiệu của nó là đề thi hỏi khối lượng hoặc đề thi cho khối lượng không đổi về mol, thì các đại ca nhớ hộ thầy là luôn luôn trong đầu phải nghĩ đến bảo toàn khối lượng để xử lý nó. Thì cái này thầy bảo toàn khối lượng luôn, thầy lấy 0,25 x 18 cộng 0,25 x 44 trừ 0,275 x 32 thì ra kết quả của nó M, các em tính ra được kết quả bằng 6,7 gam. Ngon, như vậy loại hai thằng dở hơi ra rồi. Để tiếp theo, còn A và C. Bây giờ phải tìm công thức. Muốn tìm công thức, các em phải tìm số mol của ST. Đây, x mol này. Thì thầy đã dạy rồi. Đề thi cho oxy, tỷ phần tỷ vào trong nguyên tố oxy, vậy bảo toàn oxy. Các em tìm x thì bằng. Các em lấy 0,25 x 3, tức là nhân với lại 2, các em nhân với 1, nhân 3, trừ 0,275 x với 2, chia cho 2, thì ra số mol x. Và kết quả các em tìm ra được giá trị của x ở đây sẽ bằng con số là xem là sẽ bao nhiêu lẻ 0,25 nhân với 3, ok, trừ đi bao nhiêu, trừ đi 0,275 nhân với 2, 0,2 chia cho 2 bằng 0,1, đẹp luôn, bằng 0,1. Thì kết quả N trung bình của thầy là bằng 0,25 chia 0,1 bằng 2,5. 2,5 thì kết quả là gọi là C2 và C3. C2 chỉ có một cấu tạo duy nhất là HCO CH3. Đó, nhưng kết quả thầy có đáp án ở đây là HCO CH3 và 6,7 gam, đáp án là C. Ok. Tiếp theo